Đây, buổi sáng hôm nay để máy ra tiếp tục lên video thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc máy lọc không khí nhá. Trước mắt các bác đây là chiếc máy lọc không khí Panasonic VXS90, con này date 2020 hàng đấu giá nhá. Con này cực cực kỳ mới luôn, và độ mới nó như thế nào thì các bác tiếp tục theo dõi video, em sẽ quay trực tiếp các góc cạnh cho mọi người nhá. Thì đầu trước mắt thì trước hết thì em sẽ giới thiệu tổng quan con máy này thì công suất con này là 88W, dùng cho phòng độ khoảng 60 m², lọc không khí kim bù ẩm, công nghệ diệt khuẩn NanoX mọi người nhá, công nghệ diệt khuẩn NanoX này. Con này thì đã hiển thị độ ẩm nhé, độ ẩm nó hiển thị là bốn là số 46, 47, 48, 49, 50 như thế ạ. Còn cái dòng những cái dòng đời trước thì nó sẽ là hiển thị là 30, 40, 50, 60. Con này có kết nối wifi mọi người nhé, có kết nối wifi. Ok, công nghệ diệt khuẩn thì về cảm biến thì có cảm biến bụi mịn này, mùi này, bụi và mùi. Đấy, con này thì cực kỳ mới luôn ạ, mới rất là mới luôn, mới từ màng lọc, mới từ trong ra ngoài luôn. Thì cụ thể nó mới nào các bác tiếp tục xem video nhá. Đấy. Thì đây mình sẽ tiếp theo mình sẽ quay cái video trực tiếp là xem là con máy nó mới như nào mọi người nhé, để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào độ mới của con máy này nhá mọi người nhá. Mình sẽ quay góc cạnh cho các bác xem này. Đây ạ. Và đây là cái mà mình đang quay trực tiếp ở tại cửa hàng mình nhá. Đấy. Đầu tiên này, mọi người này, các cái thông số như mình nói nhé, kết nối wifi này. Độ ẩm hiển thị này. Đấy, cảnh báo các loại bụi mịn các thứ đủ hết này, Econavi này. Đây mọi người nhá, ở mặt trên này. Đấy, nó rất là mới luôn mọi người ạ. Đây, mình đang quay hình ảnh rất là thực tế nhé. Đấy. Vì con này nhá, con này thì là hàng đấu giá mọi người nhé, hàng trưng bày này. Tại vì con thường thường những cái dòng này là cái này là mạ bạc mọi người nhé, mạ bạc này. Đấy, mạ bạc này. Thì những cái con này thì thường thường là nếu mà dùng nhà dân ấy thì hay bị cái robot lau nhà đá vào, thì con này xước rất là nhiều. Nhưng mà con này thì không mọi người nhé, không có vết xước nào luôn. Đấy. Con này là hàng trưng bày siêu thị với hai cái tem kìa, là hàng trưng bày mọi người nhá. Đây ạ. Đấy, em đang quay ở góc bên phía thế này nhé mọi người nhá. Máy rất là tuyển luôn, nói chung là rất rất mới. Rất rất mới. Đây em quay ở phía sau nữa mọi người nhá. Quay phía sau cho mọi người này. Đây ạ, thông tem thông số đây mọi người nhá. Đây, VXS90, công suất 88W, date 2020. Máy rất rất mới luôn. Và bây giờ em sẽ tiếp tục quay cho các bác màng lọc. Màng lọc em đã để hẳn ra. Đây ạ, đây là màng HEPA của nó mọi người nhá. HEPA này. Mới không ạ? Nói chung là gần như chưa dùng mấy luôn. Rất rất mới luôn. Đấy. Ok. Đấy, bác nào có nhu cầu về con máy lọc không khí Panasonic 90 mà date 2020 NanoX thì còn cực kỳ trâu và cực kỳ khỏe và rất là đẹp luôn này. Đây lại bên em nhá. Một chiếc duy nhất em mới cập bến. Hàng cực kỳ tuyển. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.